apologist, but this will test him. Yeah, get the feeling if he does hit it, he might knock it in that corner. Yeah, he's just a player that has pulled, yeah, quite different. Both very stressful, though, and, you know, that's something he can adapt to or handles very well. Rồi, thì mình cập nhật look at đang có tỷ số là 6 đều và đối thủ của anh là Kayamoto. Sanjin Pelivanovic. 7th in the Premier League, last 16 of the UK Open. Về link để xem kết quả trực tiếp thì các bạn lên Google và search WNT Live Score của giải đấu đang được diễn ra và cả những giải đấu khác nữa. Để điều chín vào lỗ góc bên tay trái phía xa màn ảnh. Rất hay. Hiện tại thì trận đấu của rồi, chúng ta cùng đến với cú đề pa ở trong rách thi đấu thứ tư. Vâng, vừa rồi thì Skyler Woodward đã... The opener, I didn't get to watch the match with the end that much last night. I know it was a grind, but ball control there. Rồi. Mark Lesner đã quyết định sút tê luôn rồi. Rất hay, rất tự tin với khả năng sút tê của mình. Before the last 64, that would be a remarkable trio. And of course the pressure you may label it as far as something like that. Vâng, rất hay thưa các bạn. Thành công đưa được con bi mục tiêu số 3 xuống lỗ. Again, after a big loss in the last round. Max Lechner wins the rack. I think it's the safety, maybe. Cực kỳ khó chịu trong việc đặt đầu gậy. Now he went for the long ball. Vâng, và đã trượt rồi. Không biết có may mắn dành cho Skyler Woodward hay không. Khi mà với cái vị trí như thế này thì có thể ăn chết hai thì cũng không ra được đẹp cho Bill số 4. Vẫn sẽ chạm được con bi mục tiêu màu xanh này thôi. Anh là đại diện cuối cùng của Việt Nam còn đang thi đấu tới thời điểm hiện tại rồi. Vâng, một cú nhấn trồ nhẹ về cũng giống như là Alvin Ocean và Mario Hi. Thưa các bạn, điểm số thứ tư dành cho cơ thủ người Áo. Khoảng cách bây giờ được nâng lên là 3 ván thi đấu. Bên cạnh đó thì Federgos đang dẫn trước Kayamoto với tỷ số là... Nhưng sẽ là một tình huống phải trôi nhẹ về điều ba lỗ giữa chăng? Rồi, một tình huống dựng gậy hơi đục trồ một chút. Not just his game, of course, what you were alluding to. Yeah, basic boat ride, but man, what an incredible story and a guy that plays with a lot of confidence, and I really love watching him. Federgos chưa thắng các bạn ạ. Federgos chưa thắng. Vừa rồi thì Kayamoto đã có được cho mình trên màn TV các bạn ạ. Rất hay. Since then, of course, going into the final, and he told me his life story through an interpreter, Abdullah Al Yusuf, who played in this event, who did a great job. Either he had a talking to, or he had a talking to with himself. He just looks like a different player, very confident. In other outside table news. Còn đường qua khe 8 với thành băng để chạm tới có mục tiêu số 2 hay không? Vâng, như vậy là một tình huống sút tê A băng các bạn ạ.
Vâng, như vậy là Mark Lesner vẫn có thể chạm tới được con bi mục tiêu. Vâng, tất cả những đại diện của Việt Nam chúng ta thì đều đã phải dừng chân ở trong giải đấu lần này. Rồi. Rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. Như thế nào đây nhỉ? Rồi. Yeah, there'll be a little bit of a stretch here on the nine, and you can see when he. Vâng, ở bên này thì đấu được diễn ra trên bàn TV table. Skyler Woodward và Mark Lesner. Rồi, một cú phá tốt của Skyler Woodward. Tuy nhiên là con bi mục tiêu số 2 dành cho anh là không có đường riêng. Ông gì vô địch UK Open Robbie Capito thì đã vào sẵn vòng 64 người rồi các bạn ạ. Sao được đánh hai lần á? Bởi vì tình huống vừa rồi là một tình huống để an toàn. Và sau khi thực hiện cú an toàn thì đối thủ hoàn toàn có quyền nhường lại. Hai trận đấu vừa được diễn ra giữa hai đối thủ được đánh giá rất mạnh, đó chính là Sanjin Pelivanovic cùng với Konrad Zuzin. Chấp nhận là đánh 5 với một cái má hơi mỏng một xíu. Ồ, làm gì ấy nhỉ? Vâng, như vậy là vẫn có đường riêng dành cho Scott. Có lẽ sẽ là một tình huống cân của Mark Lesner. Rồi, một tình huống cân giữa hộp. Cái AF bên tay phải đưa cái đi 2 băng, điều 6. Vâng, thưa các bạn, là như vậy là bằng một cách nào đó thì cơ hội lại quay trở lại với Skyler Woodward để anh có được cho mình điểm số thứ 3. Vâng, rất bất ngờ. Có bi nào rơi hay không đây? Còn bi mục tiêu số 1 thì nó không đi vào lỗ 10 bên tay. Vừa rồi thì đang có một cái thông số hiện lên trên màn hình. Đó là drive break. Số break phá không ăn bi của hai cơ thủ. Mark Lesner thì chưa có tình huống đục trô. Rất hay. Một tình huống đục trô rất hay của Skyler Woodward. Vâng, như vậy là đã có thể nhìn thấy được con bi mục tiêu số 4. David Ankaidi, không biết là trận đấu của David Ankaidi đã được diễn ra hay chưa. Và đối thủ của Ankaidi là một cầu thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Xin chia chen thưa các bạn. Vâng, nhưng mà Mark Lesner quyết định là thủ bi rồi. Không liều lĩnh tấn công ở một con bi khó. Và cơ thủ người Mỹ đang chuẩn bị thực hiện một tình huống sút tê. Khi mà hai đang đứng gần ở cửa lỗ rồi. Vâng, một tình huống sút tê lắc lỗ, con bi mục tiêu số. Một tình huống A qua khe 3 với thành băng ngắn. Vâng. Rất hay thưa các bạn. Rồi, điều ra đây thì có lẽ là
ăn 1, sau đó chạy an toàn 2. Có lẽ là Skyler Woodward là người thắng ở trong break thi đấu trước. À đây rồi. Rồi, nhưng mà sửa lại làm gì khi mà bây giờ thì lại phải lên. Vâng, quay đi quay lại thì nó vẫn là 6-4 dành cho Mark Lesner. Vâng, còn một trận đấu nữa cũng khá là hấp dẫn giữa Patrick Gonzalez, một đại diện đến từ Philippines. Anh đang dẫn trước 5-4 trước Darren Appleton. Foul. Wow. Rất hay rồi các bạn. Như vậy là Mark Lesner quyết định là đâm luôn. Lỗi gì nhá? Mình không kịp nhìn. À như vậy là hết thời gian à? Thưa các bạn, hết thời gian. Ui đùa đánh con. À tay chạm 9 á. It was clearly tight. Để lại con bi màu tím này ở vị trí cửa lỗ cho Mark Lesner. Gotta go a little. It's gotta go. Nào, anh điều ra đâu đây? Is he trying to get to the side rail here? Victor Zielinski à? Victor Zielinski vào vòng trong rồi các bạn ạ. Chém con bi mục tiêu số 7 với má rất mỏng và cái gần như là côn băng. Well, that's class. Ôi hay quá. Rất hay thưa các bạn. Rồi. 7-4 dành cho Mark Lesner. The Moscone night that cost him against Fedor Gorsht. And who knows as the stakes increase and the pressure does so too. Nào, con biểu tiêu số 2 ở vị trí đường xa và vừa rồi thì Mark Lesner I think he changed his mind at the last minute as well. Looked like he was aiming initially before he got up rồi. The ball. Skyler Woodward với quyền đặt bi trong tay và với một hình bi mở. Vâng, xin chào bạn khán giả Sang Ninh nhé. Xin chào tất cả các bạn khán giả còn đồng hành cùng với mình cho tới thời điểm hiện tại trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Còn đêm thì mình mới nốc xong lon bò Úc. Lát nữa bình luận xong mà cảm thấy đói đói thì sẽ ăn. Good play to put the iron. He's coming behind the eight, so this is a touchy one. Don't want to leave a jump either. Should be okay to get the snooker. That's what I worried about. Vâng, một tình huống thủ bi không tốt của Skyler. Don't want to play this with inside spin. Oh, great hit. Rất chính xác. I've been saying this gentleman's name incorrectly. Well, I can tell you, Aydin Pikniach. Vâng, như vậy thể rút một băng về 7 là đẹp nhất. American who seems to be playing very well, and I, you know, from what I've seen, I think he's really played the best pool. Rồi, đại loại là kiểu như thế này. Cũng khó nói. Cũng khó nói. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, những cái cơ thủ đang còn thi đấu nào, cái đi đến đâu đây? Rồi, như vậy là thành công A băng. Cho tới thời điểm hiện tại thì Mark Lesner đang là người chơi tốt hơn, và điều đó được phản ánh bằng tỷ số. Tuy nhiên là để nói được ai là người chiến thắng thì chúng ta sẽ chẳng biết được đâu. Pia Fuller đang bị dẫn trước bởi Hunter Lombardor với tỷ số 5-3 các bạn ạ. Rồi, trượt 8 rồi. Ôi kìa, ăn được thì có nguy cơ cao ra phơi. Còn bắt đuôi thì có thể còn chạy đạn được. Còn đỡ đạn được, nhưng mà vừa rồi thì Mark Lesner có một tình huống xử lý rất hay. Và điều 9 rất đẹp. Quá hay thử các bạn. 8-5. What a way to win the rack. Look for help. Am I going to seek help? Am I going to realize what's going on? Lần này thì phá không chết một mà phá chết.
Mình là viên tê. Đêm hôm rồi đầu óc nó không còn được. Yeah, nice shot there. A few things in this match that we just didn't expect, and the cue ball there was definitely not one of them. There's that bank I was talking rồi, about. Rất tự tin với khả năng cân băng của mình. Sau đó là đưa cái va chạm đẹp với con bi cửa số 9. Rất hay. Ok, như vậy là cơ hội vẫn còn dành cho Skyler Woodward. Chúng ta cùng xem cái cách mà Mark Lesnar sẽ one of two things, it's either shots after the break, some dry breaks, or không biết là có định lấy má trong cho bi mục tiêu số 5 ra 6 có thể khó. I commented about the difference in some play. Pin khỏi giải đấu lần này. On its head in a matter of moments. Oh. Con này thì đánh 2 băng 17 thôi. What a nice shot. Got through the ball better than he expected probably. We're probably gonna lose. Vâng, như vậy là rất hay trong việc xử lý được. Yeah, and I'll tell you, good thing for Max and what a great out he made. The 8 jacked up in the last game, but oh. Ok. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc nghiêng về Mark Lesnar.